xin gửi những cái lời chào tốt đẹp nhất đến toàn thể các bác. Thì hôm nay trong một cái clip ngắn muốn giới thiệu với toàn thể các bác những cái bộ phụ kiện dành cho bác thợ bẫy cò. Thì các bác bẫy cò sẽ quan tâm đến chất lượng của keo cò, cò mồi và que quấn keo. Thì hôm nay bộ 3 sản phẩm mà muốn giới thiệu với các bác gồm đầy đủ cả như ở trên màn hình này các bác có thể quan sát thấy này. Đấy. Nan thì bên em có rất là nhiều dạng. Trước kia thì các bác sử dụng que tre là phần nhiều, hoặc là các bác tận dụng những cái cây cây dừa mà có cành lá các bác đẽo thì các bác sử dụng cái đấy để làm que quấn keo. Thế nhưng mà hiện tại thì bây giờ hiện đại hơn rất là nhiều, có cái que nhựa nan các quang này, các bác nhìn xem này. Đấy, rất là dẻo, thả ra một cái lại thẳng tưng rồi. Đấy, rất là dẻo như thế này và nó rất là nhỏ nhé. Nhỏ như này thì có rất là nhiều ưu điểm. Đấy, một thứ nhất là các bác sẽ tiết kiệm được kinh tế này, chi phí khi các bác bỏ ra này. Đấy, và cái thứ hai nữa, nó rẻ như thế này nó hạn chế tối đa cái việc mà các bác sử dụng mà khi quấn keo, tách keo khỏi que ra, nó không bị xước cây và không bị gãy. Đấy, và cái thứ ba nữa là nó rất là lâu gãy các bác nhé. Cái thứ tư, nó ngụy trang rất là tốt. Thường thì các bác vót que mà vót đến để nhỏ như thế này ấy, nếu mà vót que tre thì nó sẽ bị gãy mất. Thế còn riêng đối với cái que nhựa nan góc quang này, nhỏ nhất, cái loại nhỏ nhất bên em là 1 ly 7. Đây chính là que 1 ly 7 này. Đấy, que nhỉnh hơn một tí thì sẽ là 1 ly 8 này. Đây, đây là 1 ly 8 nhé các bác nhé. Em sẽ bỏ từ que cho các bác xem. Đây là que 1 ly 8 này. Ly 8 này, ly 7 này, các bác nhìn này. Đó, nó không nhỉnh hơn nhau là mấy đâu nhé các bác nhé. Đấy, que ly 8, que ly 7. Và em sẽ lấy cho các bác thử là que 2 ly 1. Đây là que 2 ly 1 này. Thứ tự tăng dần này các bác nhìn này. Đấy, các bác có thể sử dụng trong 3 cái loại ke que này. Bên em cung cấp 3 cái mẫu que ly 7, ly 8 và 2 ly 1. Đối với các bác sử dụng que đánh thì các bác sử dụng đi đánh diệc, đánh vạc thì các bác có thể sử dụng cái que 2 ly 1 này cũng được. Hoặc đánh cò, bác nào mà chưa quen, chưa sử dụng quen cái mẫu mà nhỏ như này để đánh cò ấy, thì các bác hãy sử dụng cái mẫu 2 ly 1 này. Đấy, mẫu 2 ly 1 này. Đấy. So với các bác mà sử dụng que tre thì que 2 ly 1 nó vẫn nhỏ hơn nhé. Que tre mà các bác nào vót tối đa thì nó phải 2,5 ly. Đây là chỉ có 2,1 ly thôi. Đấy, đây là những cái mẫu que mà bên em đang cung cấp cho các bác này. Có rất là nhiều mẫu. Đấy, bác nào có thể tham khảo thêm những cái mẫu que này bên em. Và tiếp đến thì sẽ giới thiệu với các bác, ngoài que thì bên em còn cung cấp keo, keo chất lượng cao, giá rẻ nhé các bác nhé. Đây là keo này. Keo thì bọn em sẽ đánh thành hũ như thế này. Mỗi một hũ là bọn em sẽ cân 1 kg hơn. Đấy. Keo thì rất là đặc, các bác quan sát nhé. Đặc xịt luôn. Đấy, rất đặc như thế này. Que này, keo này, keo hàng loại 1 xịn nha các bác nhé. Bác nào mà tìm ra ưu điểm, nhược điểm, chẳng hạn như bảo là đây là keo loại 2. Các bác có thể kiện em ra tòa cũng được, bởi vì là hàng bên em làm chất lượng lắm, uy tín luôn, được đặt lên hàng đầu. Đây, các bác nhìn này, keo rất là dính. Đây, các bác quấn keo que quấn rất là đơn giản, rất dính nha các bác nhé. Hàng này keo bên em ấy thì các bác đánh dưới cái nhiệt độ khoảng 50 độ trở về. Đấy, hoặc đánh dưới trời mưa phùn thì các bác đánh thoải mái nha các bác nhé. Đảm bảo các bác là vẫn dính, tại vì là bên em cung cấp keo cũng rất là nhiều năm rồi, có rất là nhiều bác khách quen, các bác rất thích keo bên em. Và đặc biệt thì keo năm nay được cải tiến rất là nhiều, cải tiến về cái chất lượng mà khi các bác sử dụng đi đánh mà chịu nhiệt tốt và chịu mưa cũng rất là tốt này. Đấy, cải tiến so với năm 2019 rất là nhiều nhé các bác nhé. Đấy, thì đây là những cái mẻ keo đầu tiên mà bên em nấu. Đấy, cải tiến cái chất lượng, và đây là cái mẫu keo đầu tiên sau những cái ngày mà đi nghiên cứu và sử dụng cái keo năm ngoái đi thực tế rất là nhiều, thì hôm nay rút ra kinh nghiệm nấu này. Đấy, có khả năng chịu nhiệt tốt hơn. Đấy, các bác đánh dưới trời mưa phùn thoải mái. Đấy là những cái mà bên em cải tiến cho cái một hũ keo này. Keo này thì các bác có thể nhìn thấy này, nó sẽ có màu hơi vàng nhạt một tí, gọi là màu đục hơi ngả vàng. Đấy, so với năm ngoái là sẽ khác. Năm ngoái sẽ là màu trắng trong, không có một chút màu gọi là ngả như thế này. Thế nhưng năm nay để chịu nhiệt tốt hơn
thì bên em sẽ sử dụng cái màu nó hơi ngả một tí để tăng cái khả năng chịu nhiệt rất là tốt nha các bác nhé. Và cái vấn đề cuối cùng đó là cò giả, cò mồi, thì bên em có cung cấp cò xốp này, cò mồi giả này các bác này. Đây là những con mà bên em đã hoàn thành, đây là thành phẩm hoàn chỉnh nhất này. Đối với một con cò mồi xốp thì các bác rất quan tâm phần cổ, phần cổ là cái phần nó dễ bị gãy nhất, thì bên em sử dụng cò xốp mềm, xốp nệm nên là tránh tình trạng bị gãy này. Các bác quan sát này, bẻ thoải mái đúng không ạ? Và sau khi các bác sử dụng xong các bác có thể rút ra. Đấy. Đây. Và có một điều nữa thì các bác quan tâm nhé, khi các bác sử dụng cò mồi giả, các bác hạn chế tối đa cái việc đó là lấy một cái que tròn như này, nhất là que bẫy các bác cắm vào đây, cắm vào đây để các bác đi bẫy đúng không ạ? Thường thì các bác sẽ cắm như thế này, nếu bác nào tiện sẽ lấy luôn que này. Thế nhưng mà que này thì có một cái nhược điểm khi sử dụng để làm chân của con cò mồi, đó là nó hình tròn, cho nên khi các bác cho vào đây này, thứ nhất là nó sẽ rung, và nó sẽ rung lắc khi có gió đúng không ạ? Thứ hai nữa, một cái que hình tròn như thế này thì nó dễ bị xoay tròn nha. Gió xong rồi nó xoay tròn nha. Đấy, nó cứ xoay tròn nha. Làm cái con mồi của bác nó không được thật cho lắm. Vì đấy là cái hạn chế khi các bác sử dụng một cái que để cắm con cò mồi. Đấy là cái hạn chế nho nhỏ thế, nhưng mà các bác cũng nên quan tâm một xíu. Thì đây là tất cả những cái phụ kiện dành cho bác đi bẫy cò, em đã giới thiệu đầy đủ và rất là chi tiết. Thì bác nào có nhu cầu nhớ alo trực tiếp tới cái đầu số điện thoại 0376253116 nhé bác nhé. Bên em sẽ nhận tư vấn và gửi hàng cho bác đến tận nhà. Và khi hàng đến nhà thì các bác có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, xin chào và rất mong sẽ được phục vụ các bác tiếp theo trên những cái sản phẩm của kênh. Và các bác nhớ đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi để tiếp tục theo dõi những video mà em đăng tải lên nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.